Và chào mừng anh chị và các bạn trở lại với nhận định thị trường ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022. Thì thị trường trong cái xu hướng gần đây là vẫn trong cái xu hướng đi lên và cái phiên giao dịch thứ sáu vừa qua, ngày hôm qua đấy, thị trường mua vào khá là mạnh đặc biệt đối với một số cổ phiếu viên 30 thì cái nhận định của chúng ta là thị trường vẫn trong cái xu hướng đi lên. Và chiến lược là nắm giữ và có thể mua bổ sung các cái cổ phiếu kim cương. Thì đây là một số cổ phiếu kim cương thì anh chị có thể tham khảo, lát mình cũng sẽ giải thích và phân tích kỹ hơn trên đồ thị. À, thì hôm nay mình làm video buổi sáng đã nghe thông thường là buổi tối tuy nhiên là hôm nay là mình có cái khóa về chuyên sâu nên có cái khóa chuyên sâu Và buổi tối hôm nay bắt đầu khai giảng thì mình làm video buổi sáng thì cũng thông báo với các anh chị nếu các anh chị đang có cái nhu cầu học cái khóa chuyên sâu á thì cái đợt này là đợt cuối cùng thì mình vẫn giữ cái học phí là 8 triệu còn từ lần sau thì mình sẽ nâng học phí đến 20 triệu bởi vì là cái cái việc Học phí này nó bao gồm cả cái việc hỗ trợ và đảm bảo cho các anh chị uh, hỗ trợ các anh chị uh, và được uh, kỹ càng và được gọi là chu đáo để làm sao đảm bảo các anh chị là bám sát sau khi các anh chị học xong thì cái quan trọng nhất là cái tâm lý giao dịch và bám sát hỗ trợ các anh chị để các anh chị mang lại kết quả chứ cái việc mà delivery cho các anh chị cái kiến thức nó chỉ là một phần thôi cái chính là cái sự gọi là hỗ trợ sau đó nó rất là quan trọng do vậy mình tăng cái phí lên để thể hiện được cái chất lượng của cái khóa học anh chị nhé thì trở về cái nội dung nhận định thị trường ngày hôm nay thì ạ à, đầu tiên thì thường lệ thì mình cũng bao giờ cũng phân tích thị trường chung thì anh chị có thấy là cái phiên giao dịch ngày mùng 1 tháng tư này, này, đó là mua vào rất là mạnh đối với VN index là khối lượng khá là lớn tăng 1,6 phần trăm viên 30 cũng khối lượng khá là lớn và tăng 2,2 phần trăm mặc dù là chưa vượt được những cái đỉnh cũ anh chị có thể nhìn thấy chưa vượt được những cái đỉnh cũ như ở cái mức gọi là khá là tốt tiệm cận ở phía trên tuy nhiên thì đối với cái phân tích của mình thì các anh chị thấy là mình nhận định là chúng ta bắt đầu quay lại thị trường từ ngày 30, 17 tháng 3 rồi cơ không phải là ngày hôm nay đúng không anh chị mình đã nhận định chúng ta quay lại như vậy thì nó vẫn theo những cái nhận định cũ của chúng ta thôi không có gì mới hơn không có gì mới hơn chỉ có điều là đối với giai đoạn này thì anh chị thấy là các cái cổ phiếu viên 30 nó khá là tích cực đặc biệt là một số cổ phiếu như FPT hoặc thế giới di động nó khá là tích cực VN-Index thì cũng uh, khá là tích cực gần như là bán đỉnh cũ há index thì uh, xấu hơn một chút cái phiên năm trước còn rũ thủng uh, 20 Nói Tóm lại thì các cái um, chỉ số Index để đánh giá thị trường Nói chung là khá là quan đấy chị nhé khá là quan uh, Tuy nhiên là có một điều thì số lượng cổ phiếu tốt thì nó đang uh, chưa vượt lại cái đường trung bình điểm số thì cũng đã vượt lại trung bình 13, 10 rồi uh, thì tại sao chỗ này nó chưa nở rộng ra là bởi vì chị thì thấy là bởi vì là trong một hai phiên gần đây thì các cái cổ phiếu tăng điểm nó nằm nhiều ở cái nhóm vn30 thì chúng ta sẽ quan sát chuyển động của từng cái nhóm ngành nghề hoặc từng cái nhóm cổ phiếu để chúng ta nhận định cái thị trường thì nó sẽ chính xác hơn thì nói tóm lại thì nhận định thị trường thì anh chị có thể thấy là mình sẽ nhận định như sau như là thị trường vẫn trong cái xu hướng đi lên nắm giữ cổ phiếu kim cương và có thể xem xét mua bổ sung các cổ phiếu nói chung là nó như là cái nhận định của phía trước anh chị nhé à, tiếp theo là đến các cái nhóm ngành thế anh chị có thể nhìn đây là các cái nhóm ngành mà mạnh hơn thị trường chung đây vẫn là những cái nhóm ngành đa phần là những cái nhóm ngành ở những cái phiên trước chúng ta nhận định thôi bán lẻ này hỗ trợ kinh doanh này phần cứng phần mềm này dịch vụ vận tải giấy này hóa chất này ngân hàng này ô tô này quần áo này thực phẩm này thiết bị vật liệu xây dựng và vận tải biển đấy thì các anh chị mà nắm những cái cổ phiếu trong những cái nhóm ngành này thì các anh chị sẽ có cái xác suất thành công cao hơn bởi vì nó đang là những cái nhóm ngành mạnh. À, trở lại một chút. À, có nhiều anh chị thì uh, chat uh, Zalo hỏi mình là tại sao không phân tích uh, doanh nghiệp hoặc là phân tích các cái diễn biến về về về, về thông tin doanh nghiệp thì uh, mình cũng chia sẻ với các anh chị cái cách phân tích đấy là cái cách phân tích của những cái nhà đầu tư thất bại nhé 90% các nhà đầu tư thất bại trên thị trường chứng khoán, do vậy nếu chúng ta tiếp cận theo một cách cực kỳ bản năng, cực kỳ bản năng thì chúng ta sẽ thất bại do vậy là chúng ta phải có một cái hệ thống phương pháp, hệ thống phương pháp nó bao gồm từ cách tiếp cận, đúng không ạ? Cách tiếp cận là gì? Từ thị trường chung, nhóm ngành, đúng không ạ? Sau đến các cái đặc điểm của thành công của các cổ phiếu trong lịch sử để chúng tôi rút ra những cái bài học và chúng ta đóng gói lại thành một cái quy trình. Đấy, thì cái quy trình của chúng ta thì, cái cũng nếu các anh chị theo dõi kênh của mình thường xuyên, các anh chị sẽ thấy rằng là vào những cái nhịp sóng như thế này này, các anh chị theo dõi kênh thì với những cái nhịp sóng như thế này này, về cái chị tăng. Kiểu dị được 30%. Các anh chị chỉ cần bám sát đúng các cổ kiểu kim cương thôi. Và những cái nhịp này các anh chị nhàn nhàng các anh chị có 10 đến 15%. Ít nhất là 15%. Ít nhất là 10% anh chị nhé Và những cái nhịp như này đều cho chúng ta lợi nhuận rất là tốt. Đấy thì cái chính á, các anh chị không cần phải đúng 100%. Các anh chị chọn 10 cổ phiếu hoặc 10 lần mua thì các anh chị chỉ đúng cho mình 5 lần, 6 lần là các anh chị được rồi. Và những cái lần mà anh chị đúng á thì các anh chị có những cái lợi nhuận khoảng từ 30 40 50% và nếu các anh chị sai thì các anh chị phải sửa và không được lỗ tối đa quá 5 đến 7 phần trăm thì các anh chị sẽ là đấy là một cái game mà các anh chị có thể chiến thắng đúng không ạ Do vậy ở đây chúng ta quy về toán học nhé anh chị nhé và toán học ở đây chỉ là toán học lớp 4 thôi đấy thì à, đối với các cổ phiếu đẹp nhất hiện nay thì các anh chị thấy là bao giờ mình cũng phân làm hai nhóm nhé cái nhóm thứ nhất là Ken Slim dòng tiền nhóm thứ hai là viết đây dòng tiền Ken Slim dòng tiền là những cái nhóm cổ phiếu những cái cổ phiếu đẹp nhất nó là những cổ phiếu rất là mạnh hoạt động trên nền đấy cổ phiếu kim cương này, này. Đây là những cổ phiếu mạnh nhất trong cái nhóm Kenslim dòng tiền là những cái cổ phiếu rất là mạnh và thuộc những cái nhóm ngành nghề mạnh mà chúng ta vừa nói này. Đấy, ví dụ PET, DGW, thế di động này. Đấy thì chị có thể tạm dừng video để các chị xem lại các cổ phiếu này. Lát mình cũng sẽ phân tích trên đồ thị anh chị nhé. Thứ hai là nhóm các cổ phiếu cũng mạnh như nhóm ngành không mạnh bằng thì nó có chữ OK đây này. Đấy thì những cổ phiếu này thì các chị giữ cũng rất là OK. Đấy. À, đối với các cổ phiếu kim cương thì cái phiên ngày mùng 1 tháng 4 này chúng ta có thể mua được các cổ phiếu nào thì đây là một số cổ phiếu mà các anh chị có thể mua được như TDM, TNG, GIL, PNG, MC là những cổ phiếu kim cương cũng khá là gần nền anh chị nhé tiếp theo là đến nhóm cổ phiếu viết đây dòng tiền thì là ưu tiên 3 cái này là ưu tiên 1 này cái này ưu tiên 2 này cái này ưu tiên 3 thì đây là một số cổ phiếu ok thì các anh chị có thể giữ được Điều như là CMG, BVH, CSV, VIP, ADS, VOS anh chị nhé thì đây là cách phân tích rất là định lượng nó sẽ giúp cho các anh chị thấy là sự đơn giản hiệu quả và không có cái tính cảm tính ở đấy anh chị đặt một hai cái tin tức các anh chị rất là cảm tính cái lúc cần phải mua thì chúng ta lại lại bán cái lúc cần phải bán thì chúng ta lại mua anh chị nhé do vậy là chúng ta phải đưa nó về một cái hệ phân tích có cái sự kiểm chứng có cái sự đo lường thì chúng ta mới mang lại cái kết quả được Đó, thì mình sẽ trở lại đây để cùng anh chị để phân tích các cái cổ phiếu kim cương đây, anh chị sẽ đây. có rất nhiều cổ phiếu kim cương nó kim cương từ rất nhiều phiên mà đang nói với các anh chị rất là nhiều rồi nó không phải là kim cương riêng ngày hôm nay anh chị nhé thì các anh chị có thể xem này hàng ngày mình đều có cái file phân tích hàng ngày thực ra ngày đầu mình làm cái file phân tích này không phải là để làm video làm phân tích để thứ nhất là để cho mình đầu tư và thứ hai là để mình cũng học hỏi từ chính cái danh sách của mình sau một cái giai đoạn thì mình sẽ thống kê lại xem là với cái nhận định như như vậy của mình thì mình có thành tích là chiến thắng bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu phần trăm ở những cái nhịp và xác suất chọn chúng cổ phiếu là bao nhiêu thì đó là cái lý do mà nó ra đời của cái file này anh chị nhé thì đây là các cổ phiếu kim cương thì anh chị nhìn thứ nhất là pet này cổ phiếu này thì xa nền rồi chúng ta nắm giữ nó không mua nữa à, dgw này cũng nắm giữ ok nhé không mua nữa mwg này ok này đấy các anh chị thực ra thì các anh chị vẫn có thể miễn cưỡng mua được cổ phiếu này cổ phiếu này nó hơi xa này một chút nhưng các anh chị vẫn mua được phiên này cũng mua được các anh chị mua được phiên này nhé mua được PSD PSD này thì cũng nắm nắm giữ và có thể mua được mua bổ sung ra tăng ít được FPT FPT thì xa nền rồi nó chạy 13 so với nền rồi thì chúng ta sẽ không mua chúng ta nắm giữ thôi Bích thì các anh chị cũng nắm giữ ok nhé không nên mua bổ sung như nắm giữ ok TDM này thì các anh chị có thể mua được nói nó chạy khá là tốt và cũng khá là gần nền. BWE thì các anh chị nắm giữ được cũng có thể mua được. Nó không đẹp bằng cái cổ phiếu này đâu. Hai cái thuộc cái nhóm cung cấp nước sạch này thì cái này nó không đẹp bằng cái cổ phiếu TDM. Đấy như nắm giữ ok. GMD, GMD thì nhóm vận tải thì nó suy yếu hơn một số cổ phiếu. Tuy nhiên là đối với GMD này thì cũng vẫn ok, các anh chị nắm giữ ok nhé. À, BFC, PC này các anh chị vẫn nắm giữ được. DPR là cổ phiếu khá xa nền rồi, nó chạy khá là ổn thì các anh chị nắm giữ thôi, chị nhé, nắm giữ. LTG này này, thì các anh chị uh, nắm giữ nhé, có thể vẫn có thể mua thêm được, nó cũng cách nền còn 5% thôi. Đồ thị nó thì không phải là mức quá đẹp nhưng mà khả năng năng xác suất thành công rất là cao. <laughs> PLP này vẫn ok, vẫn nắm giữ được anh chị nhé, Uh, ri, ri là cổ phiếu điểm vùng nổ vượt nền này Sau đó chạy rất là ổn Hiện này là cách nền là 10% rồi Chúng ta không mua nữa, mà nằm giữ ok VEA VEA là... thì gần đây cái đồ thị này có nhiều phiên nó hơi lỏng Đây thì uh, Nhìn đồ thị thì nó vẫn đang trong cái xu hướng lên Nó không phải là quá đẹp anh chị nhé Nhưng mà các anh chị nằm giữ được Nằm giữ ok được Thậm chí mua ít cũng được NVB thì đang xong xuống lên thì các chị nắm giữ Đấy, CMX này thì xuống lên các chị nắm giữ ok Đấy, IDI này nắm giữ ok này Đấy, ACL này nắm giữ ok này Rất là đẹp Để mua vùng nổ vấn nền này VHC VHC là cổ phiếu mà mình cũng nhắc đến rất là nhiều Mình cũng đã mua cái cổ phiếu VHC này VHC này và vẫn còn nắm giữ Đúng không? Hiện nay cũng cho lợi nhuận được khoảng 20% 20% gì đó Thế thì cổ phiếu này vẫn chưa chạy nước rút đâu các anh chị nắm giữ được. CTF ok nhé các anh chị nắm giữ. Nắm giữ không mua thêm nhưng nắm giữ được. Đấy, HTG đang chuẩn bị chạy nước rút rồi nhé các anh chị nhé điểm mua vườn nền của nó đây này. Đấy. Chuẩn bị chạy nước rút nhé. Nắm giữ ok. TNG ok được. Nắm giữ và mua được các anh chị nhé nó khá là gần nền nó cách có 6% thôi. view Gil. Chạy khá là tốt, các anh chị có thể nắm giữ và, và mua thêm được PNG là điểm mua bùng nổ vượt nền nhé, có thể mua được trong phiên. SKSD, KSD này thì nó hơi lỏng, khối lượng giao động ở vùng trên này hơi hơi lỏng. Mặc dù cổ phiếu này trước đây thì thanh khoản khá là thấp, trung bình một ngày nó chỉ có mấy chục mấy chục nghìn cổ phiếu thôi thì nó cũng khó để rất là khó để mua anh chị nhé. Thì nếu anh chị đã mua thì nắm giữ nó ok. FC FC thì đang chạy ổn nhé vẫn còn gần nền cách có tám phần trăm thôi thì anh chị nắm giữ và có thể mua thêm được đấy, VGC ok nhé nó đang đi lên nắm giữ ok này. HDA vẫn ok nhé cổ phiếu này thì không phải mạnh nhưng mà nó sẽ an toàn và nó vẫn đang trong sườn đi lên đấy, VNA ok nhé các anh chị nhé nó đang đi lên nắm giữ ok đấy là những cổ phiếu kim cương ngoài ra rất nhiều các cổ phiếu ok khác anh chị có thể xem ví dụ như là đây NVT này thì cổ phiếu này sau khi chạy nước rút thì đang có nhịp rũ rồi cổ phiếu này chúng ta nên chạy ở những cái phiên này đây là một cái uptrut cộng một phiên bán ra như phiên bán ra này thì khối lượng nó cũng thấp thì các anh chị có thể xem xét bán hoặc nắm giữ vẫn được đấy, ngoài ra cổ phiếu như asm chạy rất là đẹp đúng không nhóm cancelim đấy nhưng mà nó nhóm ngành thì nó không mạnh nhóm bất động sản mình cho nó ra ao khỏi nhóm bởi vì nó suy yếu hơn nhưng mà rất là ok cổ phiếu này vừa qua thì mình mua hộ một số anh chị uh, học viên lớp câu thì cũng có cái lợi nhuận rất là tốt với cái mã này đấy tig này ok này đấy. nói chung đều rất là ok ogc cũng thế này các anh chị thấy là mấy cổ phiếu bất động sản này mình cho ra khỏi nhóm là bởi vì mình giảm cái ảnh hưởng của cái nhóm bất động sản bởi vì nó yếu hơn tuy nhiên những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu rất là thắng lợi đối với mấy cái anh chị học viên nhóm câu trình trong thời gian qua ogc này thế này rất thắng lợi sgs cũng ok này đấy đây DX này ok nha vẫn rất là đẹp chắc rất là đẹp PVI ok DDG ok TNH ok C C đi ok C -G ok đấy D -D 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 ok anh chị nhé chắc rất là đẹp anh chị nằm giữ những cổ phiếu này rất là ngon luôn m thì không đẹp vàng VPG vẫn an toàn đi lên nhé công trình Viettel này rất là đẹp đồ thị rất là đẹp luôn Đấy, KDM thì đi lên làm không những cổ phiếu này các anh chị nắm giữ ok kể PSC à chết xin lỗi PC1 PC1 ok nhé HTN ok nhé C4G các anh chị nắm giữ vẫn ok Nó rất đẹp AIB AIB thì không đẹp bằng thôi nhưng mà nó vẫn an toàn đi lên VTO ok nhé với cổ phiếu này thì bé không tính Thanh khoản không có tức Giang này này Đức Giang này là cũng Rất là đẹp luôn anh chị nhé Có một số anh chị mà Học cái lớp khóa trước á Còn mua cái cổ phiếu này thì Từ cái nhịp này cũng giữ lên tận đây Xong vùng đổ bên này giữ Bây vẫn giữ Cổ phiếu này cũng cho lợi nhuận rất là mạnh Rất là tốt FRT, FRT thì nó có một phiên thủng A10, phiên sau nó hồi lại thì các anh chị có thể hạ bớt 50% cổ phiếu này đó. đó là các cái phân tích của mình thì các anh chị thấy là thường xuyên là như vậy Vẫn chỉ một cách phân tích thôi, thì các anh chị hoàn toàn các anh chị có thể đo lường được à, Các cái thông tin mình chia sẻ ở đây không phải nhằm mục đích phím hàng anh chị nhé Không hề là mục đích phím hàng Nó là các cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị nó mang cái tính chất thống kê cũng như muốn chia sẻ với các anh chị một cái triết lý một cái cách thức đầu tư nó khác biệt với cái cách đầu tư bản năng mà các anh chị hay 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 nghĩ nó hiệu quả các anh chị tìm kiếm thông tin đọc các cái thông tin báo chí đọc tin tức đặc biệt rất nhiều những cái trang báo lá cải về phân tích chứng khoán hoặc là các cái group phím hàng hoặc là suối dục nhà đầu tư hoặc là lùa gà nó rất nhiều như vậy thì ở đây thì mình tất cả những thứ phân tích đây đều rất là định lượng định lượng nó là các cổ phiếu kim cương nó là các cổ phiếu lộ diện rồi nó là các cổ phiếu mạnh chứ nó không phải là các cổ phiếu yếu và cái concept cái cách tiếp cận của nó là mua những cổ phiếu mạnh trong những lúc giai đoạn thị trường mạnh đối với các cái nhóm ngành mạnh thì nó sẽ tiếp tục mạnh để nó bảo trợ cho thị trường anh chị nhé đó là cái cách tiếp cận nó không phải là phím hàng cho nên anh chị lưu ý có anh chị xem kênh thì các anh chị cũng hiểu không có anh chị hỏi bảo thế nếu như thế này tôi mua hết à không phải đây chỉ là những cái cổ phiếu mà mình mang thống kê thôi còn mua thì các anh chị phải mua những cái phiên trước rồi đúng không như thế này là mua này như này là mua này như này là mua này còn bán khi nào? Ví dụ cổ phiếu kim cương này các anh chị thủng MA10 các anh chị có thể bán. Còn cổ phiếu cổ phiếu trong nền này, này, thì các anh chị dùng a 20 thì các anh chị xem kênh thì các anh chị hiểu. Ok thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, nhấn nút quả chuông cũng như chia sẻ kênh đối với những người quan tâm chứng khoán. Ok cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.